nha. Điểm đến đầu tiên của chúng ta sẽ là cái phao đỏ này. Khi mà bơi từ nhà vàng sẽ nhìn theo phao đỏ này. Ok. Rồi đi tiếp này. Đây, từ phao đỏ thì mình sẽ nhắm thẳng ra cầu Nhật Tân ở phía kia nhá. Bây giờ tôi sẽ bơi đến cầu Nhật Tân. Đây nha, bơi giữa cái điểm vàng với cả cái cột cầu ấy này. Đó.